chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh tập luyện cùng với Fit You. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một video rất là đặc biệt. Bởi vì sao? Bởi vì đây là video bắt đầu trong series giảm cân đón Tết cùng với Fit You và Thủy. Mọi người ơi, Tết đến xuân về rồi, xuân đang về đến nơi rồi. Rất là nhiều chị em đang nghĩ xem là Tết này mặc gì nhỉ, mặc gì cho đẹp. Vậy thì bạn đã có body đẹp để mặc chưa? Nếu chưa thì tập luyện cùng với Thủy và Fit You trong series này nhé. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu với đầu phần khởi động nha. Nào, chúng ta bước và tay quay đều. Chạy từ đầu thảm đến cuối thảm. Nhanh lắm, nhanh lắm. Bắt đầu Thủy thấy người nóng hơn rồi đấy. Chạy đi, chạy đi. Rồi, tiếp tục sang động tác số 2 nha. Hai tay sau gáy nào, đi xuống. Lên nào, vặn người. Xuống squat. Lên, được chưa? Tiếp tục nào. Đầu gối theo hướng mũi bàn chân bạn nhé. Dù là khởi động nhưng mà chúng mình vẫn phải tập đúng kỹ thuật. Lên, chúng ta thở ra. Tiếp nào. Ok. Tiếp tục sang động tác tiếp theo nào. Nào, jumping jack lên này. Xuống này. Jumping jack này. Tiếp. Nói chung là chúng ta cứ chỉ cần là bật lên thôi. Chân còn không cần phải đóng cơ, được chưa? Tiếp. Nóng thực sự chưa nào? Quá nóng luôn. Ai không bảo nóng gặp Thủy luôn. Ok. Nào. Tiếp theo nào. Mở chân rộng hơn nhá. Mở chân rộng hơn nào. Đi xuống nào. Khởi động cái phần vùng trong của mình. Đó mọi người. Đưa tay về phía trước nhá. Một động tác cuối cùng này. Một động tác cuối cùng này. Chúng ta sẽ làm đổi bên liên tục. Vặn người. Bước ra sau, trở về. Tiếp tục. Cứ như vậy. Trong vòng 30 giây. Tiếp đi mọi người. Sắp xong rồi. Cố lên nào. Ok, sẵn sàng cho cuộc chiến ngày hôm nay nào. Tiếp tục nha, vừa khởi động xong rất là nóng rồi. Bây giờ tay đưa về phía trước nào. Đi xuống squat, lên, nhấc gót. Tiếp tục đi xuống, lên, nhấc gót. Đây là một bài tập toàn thân nhé. Đó, đi xuống nào. Nhấc gót chân lên. Chúng ta chỉ có 3 động tác thôi. Nhưng mà sẽ tập làm 2 lượt nha. Lên nào, xuống, lên, xuống, lên. Khi lên chị em thở ra, được chưa nào? Tiếp tục động tác số 2 này, động tác số 2 nha. Mọi người nhớ khởi động chúng ta đã đi sang hai bên không? Thì bây giờ chúng ta sẽ ở giữa là trung tâm. Bước chân sang này, trở về, bước chân sang, trở về được chưa? Nó rất giống cái bài mà chúng ta đã khởi động đầu tiên đó. Những cái bài khởi động sẽ là cái phần nền tảng cũng như là đánh thức cơ bắp của mình sau một đêm mình đã ngủ rồi, được chưa? Sau một lúc một cơ thể mình nóng lên rồi, những cái chuyển động tiếp theo nó sẽ giúp cho mọi người đánh tan mỡ thừa đó. Nhớ nhá, bài tập số 2 nhá. Bài tập tiếp theo này, hai chân mở rộng bằng hông đi nào. Tay chạm nào, bật lên, xuống. Với những người nào mà chúng ta bị đau khớp gối nhá, thì chỉ cần kiễng gót chân lên, được chưa mọi người? Tiếp đi nào, nhớ 3 động tác của chúng ta chưa? Nhớ 3 động tác của chúng mình chưa nào mọi người? Bắn lên như một mũi tên. Một lần cuối. Rồi, bây giờ là chúng ta sẽ lặp lại 3 động tác này nhá. Tiếp. Nào, tay đưa về phía trước đi mọi người. Đi xuống này. Lên, kiễng gót chân. Xuống. Lên xếp mông và kiễng gót chân. Hít thở đều. Theo cái khả năng và biên độ của bạn. Không cần phải theo ai hết.
đó. Bạn chỉ cần tập cùng với Fit You, cùng với huấn luyện viên Thủy để chúng ta nhớ và thuộc bài tập, cũng như là chúng ta có người đồng hành với mình. Thấy chưa? Còn cái việc mà mình tập nhanh hay chậm là do mình nhá. Tiếp nha. Bước chân sang hai bên nhớ chưa nào? Tay nào. Bắt đầu nhá. Hạ gối thấp xuống. Trở về đứng thẳng. Thấy chưa? Rất dễ luôn. Mình cứ chia cái thảm ra làm đôi. Sau đó mình tập thôi. Có gì khó khăn đâu, đúng không? Cố lên. Sau bài này là chúng ta sẽ tập cho thân trên của mình nhá. Tập cho bụng của mình nhá. Cố lên nào mọi người. Cố lên nào. Tiếp nha. Đấy còn quá, ăn gian thêm một cái nữa. Nhớ động tác tiếp theo là gì không? Bật nhảy nào. Rồi. Đi xuống chạm đất. Bật lên. Như một mũi tên. Xuống nào. Bật lên. Tuyệt quá. Vòng thứ hai. Cố lên mọi người ơi. Tiếp nào. Bật lên. Mãi nói chuyện với mọi người á, mình quên phản trái luôn ấy. Mình thông cảm nhá. Rồi. Ok. Tiếp tục sang động tác tiếp theo nào. Nào, chúng ta sẽ vươn tay lên. Đi xuống bò này. Cho mọi người kéo từng chân lên, kéo từng chân lên, và lại đi rồi một bài tập định đấy mọi người. Khi mà chúng ta chống tay lên thì phải dùng cơ bụng siết cơ mông của mình có thể giữ được thân người, sau đó kéo đầu gối về phía thân người, co rút phần bụng của mình lại. Đó. Một lần nhá. Ok, vừa tập xong được một phần bài tập thôi mà mồ hôi đã như thế này rồi. Còn chị em thì như thế nào? Thủy không có biết nhá. Mọi người hãy comment xem là bài tập này có ra nhiều mồ hôi không, nước nôi có đầm đìa không, thì chị em hãy để lại cho Thủy được biết nhá. Và lau mồ hôi đi và chúng ta sẽ quay trở lại tập luyện cùng luôn cùng với Thủy nào. Ok, tiếp tục sang phần thứ hai của bài tập ngày hôm nay. Chúng ta sẽ tập phần bụng và thân trên nhé mọi người. Sẵn sàng chưa nào? Vươn tay lên cao, từ từ quận người của mình đi xuống. Bước ra, giữ trong tư thế hai plank, kéo chân về phía khuỷu tay và bò lên. Đó, rất dễ đúng không? Một bài vận dụng rất nhiều cả thân trên, cả bụng của mình, cả mông của mình nữa. Nhưng Thủy sẽ xếp nó vào hàng cái bài tập mà cho tác động vào cái phần thân trên của chị em nhá. Bởi vì ở đây chỉ là cái phần tay vai cũng như bụng của chị em rất là nhiều. Rồi, tiếp tục này. Chúng ta sẽ nằm xuống nha. Nằm xuống nha mọi người. Tay giơ về phía trước đi. Giơ về phía trước nào. Mắt nhìn xuống dưới thảm. Rồi, lên. Tay vươn về phía trước. Chân hạ xuống. Tiếp tục nào. Khi lên thì chúng ta sẽ siết bụng và kéo thân người của mình. Đó. Cái phần này thì ăn vào phần lưng cho mọi người nhá. Ai chà. Ai chà. Tiếp theo nha mọi người. Tiếp theo nào. Chúng ta sẽ chống tay xuống. Plank jack nào. Làm chậm thôi, làm chậm thôi. Đây là bài tập đầu tiên trong series giảm cân đón Tết, mùa Tết 2024 nè. Đón một con rồng nè, năm thìn nè. Cố lên mọi người ơi. Cố lên nào. Hít thở đều các chị em. Không được bỏ cuộc. Như thế là ba động tác rồi nha mọi người. Rồi, tiếp tục này. Chúng ta chống tay của mình lên này. Chân nọ tay kia. Đổi tay đổi chân. Làm luôn cho nóng chứ còn gì nữa. Cố lên mọi người ơi.
duỗi tay và chân dài, kéo người về. Hai gì á? Cố lên. Bài này rất là an toàn. Tập cho phần bụng của mình. Tiếp. Đổi tay, đổi chân liên tục. Rồi, bốn động tác nhá. Cái phần này nó sẽ hơi khác với mọi người đúng không? Rồi, tiếp theo này. Chúng ta sẽ được nằm rồi mọi người ơi. Nào, chân nào, cùng đi xuống. Lên. Phần cuối cùng của bài tập rồi, là phần được mọi người nghỉ ngơi rồi. Nhưng mà bài này cực ăn ở phần bụng dưới nhá. Tip tuyệt mật thì chị em muốn có một cái eo thon để diện Tết thì hãy tập bài này nhá. À, động tác cuối cùng này, chống tay của mình lên, ăn đòn lên sườn này, chưa mọi người? Đó, tiếp tục đi nào. Phần trước là chúng ta lặp lại hai lần cho phần thân dưới để cho mọi người nhớ động tác. Còn lần tiếp theo này, chúng ta sẽ tập full bụng và thân trên, tác động nhiều hơn cho phần thân trên của các chị em để mặc những cái đồ bó sát sexy, đẹp hơn. Ok, đó, bài tập là như vậy nhá. Bây giờ đến phần thử cuối cùng, đó là giãn cơ nhá. Rồi, giãn cơ nào. Rồi, bây giờ là đến phần cuối cùng của bài tập, là một phần thưởng cho các chị em sau khi đã có một thời gian tập luyện cùng với Thủy nhá. Đan tay vào nhau nào, đẩy tay lên nào. Đã có khởi động, có bài tập chính thì phải có giãn cơ cuối buổi rồi. Kéo căng tay nào. Bây giờ chị em mình nghiêng bên cho Thủy nào. Mắt nhìn thẳng vào video nào, cùng cười với Thủy đi ạ. Đó, mọi người thấy không, Thủy cũng đang mồ hôi này, đang chảy ra thành dòng. Đổi bên đi chị em ơi. Đổi bên nào. Đổi bên nào. 5 giây cuối cùng cho bên này nào. Ok. Rồi, tiếp tục nhá. Chúng ta sẽ chuyển sang vặn người, được chưa nào. Một tay chống vào đầu gối. Chúng ta sẽ vặn người và xoay ra phía sau. Và chúng ta sẽ làm từng bên một. Hít thở đều, hít thở đều, cuối buổi rồi. Đổi bên nào. Rồi, chúng ta duỗi chân ra nào. Chọc người xuống. Cố gắng cặp cổ chân của mình và nhấn cái chân của mình xuống sâu nhé mọi người. Đó. Hít thở đều, hít thở đều. Rồi, tiếp theo này, cặp cái chân này của mình lại. Đó. Kéo căng phần đùi trong của mọi người. Mắt nhìn thẳng về phía camera của chị này. Video của chị này. Rồi, chúng ta sẽ đổi bên nhá, lại cặp chân bên này. Và duỗi chân bên này ra. Đó. Giãn hết qua mọi người. Rồi, nào, tiếp tục nha. Bây giờ mình sẽ chống cái chân này của mình. Nào, kéo căng phần này. Đoạn này là ai mà đứng sau của chị em mà thích lắm này. 5 giây nữa này. 5, 4, 3, 2 và 1. Đây là Thủy đưa ra các động tác cho mọi người nhá. Còn nếu mà mọi người cảm giác mà giãn vẫn chưa tới thì mình có thể làm thêm một vòng nữa ha. Rồi ạ. Tới rồi ạ. Nào, đến đoạn chúng ta sẽ giãn cho phần cơ bụng của mình nha. Cơ bụng thì giãn cái gì ạ? Để mình giãn lưng. Lên. Ủ cao lưng về phía rốn nào. Tiếp tục hít sâu. Thích quá. Cái phần này lưng cảm thấy rất là thoải mái, được massage nha mọi người. Rồi, bây giờ mình ngồi xuống nào. Duỗi dài người về phía trước. Hít thở đều nào. 5, 4, 3, 2, 1. Đi lên nào. Chúc mừng các chị em đã hoàn thành cùng với Thủy. Chúc
Chúc mừng bạn đã hoàn thành video này cùng với Thủy. Như vậy là chúng ta vừa hoàn thành video giảm cân đón Tết cùng với Thủy và Fit You. Trong series này thì đây là video khởi đầu nhá. Thế nên là chúng ta phải tập luôn, có những cái bước đệm bắt đầu từ dưới cho đến cao. Và chúng ta xem chúng ta kiên trì được đến video hết video này cùng với Thủy hay là series này cùng với Thủy và Fit You không nhá. Để có một cái Tết ngon hơn, đẹp hơn, nhớ là đăng ký khóa cốt cùng với Fit You để bạn có thể có những người đồng hành hướng dẫn bạn về tập luyện và ăn uống. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.